Tết này tặng quà gì cho ý nghĩa? Hàng Dương xin tâm ý mách bạn hộp quà Tết độc đáo, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Đó là sản phẩm đặc sản cá khủng nhúng mẻ gia truyền. Một món ăn quý, hiếm, độc, lạ, chính gốc thương hiệu, được nhiều thực khách yêu thích săn đón tìm đến Hàng Dương để thưởng thức hương vị. Thớ cá phi lê được cắt ra từ những con cá khủng biển hồ nặng hàng trăm kg. Với kỹ thuật sơ chế, bảo quản, đóng gói chuyên nghiệp từ những đầu bếp bề dày kinh nghiệm đã gắn bó với Hàng Dương trong nhiều năm qua. Hộp quà Tết bao gồm một khay cá khủng, một phần nước lẩu nhúng mẻ gia truyền, một phần rau nhúng đặc sản đồng quê, một chai nước mắm nhĩ chấm kèm và được thiết kế vỏ hộp đẹp quy cách sang trọng, mong muốn thể hiện sự trân trọng, tin tưởng, may mắn mà quý khách dành gửi tặng. Việc tặng quà Tết cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác đã không còn là sự lựa chọn khó khăn nữa. Việc gì khó đã có Hàng Dương lo. Giao hàng nhanh, đóng hàng số lượng lớn liên tỉnh, khu vực Hà Nội, phía Bắc nhận hàng ngay trong 24 giờ. Gọi ngay 096 881 7788. Kính chúc quý khách năm mới an khang thịnh vượng.